Ben Tyrwhiter vẫn được xếp hạng cao hơn Anthony Joshua. Cả hai nhà cựu vô địch thế giới Ben Tyrwhiter và Anthony Joshua đều từng thống trị boxing hạng nặng. Vậy họ đang ở đâu vào lúc này? Một lần nữa, cuộc tranh luận về top 4 võ sĩ hàng đầu của hạng cân trên 90kg lại diễn ra. Rất nhiều người quan tâm đến việc bốn ông lớn này được xếp hạng cụ thể ra sao, trong khi hai nhân vật tài năng nhất thì đã được làm rõ. Sở hữu tất cả các danh hiệu lớn của hạng nặng, lần lượt Tyson Fury, chủ nhân của đai WBC cùng The Ring, và Oleksandr Usyk nắm giữ đai WBA, WBO cùng IBF, được đánh giá ở hai vị trí đầu tiên. Nhưng những cái tên xếp ngay sau họ mới là nguyên nhân gây ra sự tranh cãi. Cả Anthony Joshua và Ben Tyrwhiter đều đang trên con đường trở lại sau trận thua gần nhất, và cả hai đều không còn là chính mình kể từ năm 2019. Dù thế, họ vẫn đóng vai trò tối quan trọng ở hạng cân cao nhất. Ben Tyrwhiter là chủ nhân danh hiệu WBC từ năm 2015 đến 2020, với rất nhiều lần bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Anthony Joshua cũng ở hoàn cảnh tương tự. Điều khác biệt là anh từng giữ đến 3 đai vô địch danh giá trước khi để mất chúng. Và theo nhà cựu vô địch thế giới Isher Smith, chính những thất bại gần đây đã khiến hai võ sĩ nói trên thụt lùi phía sau Fury và Usyk. Dù thế, tay đấm từng nắm giữ đai IBF hạng dưới chung giải thích tại sao Wilder xứng đáng ở vị trí thứ 3 hơn là Usyk. Cậu ta, Ben Tyrwhiter, để thua trước nhân vật số 1 Tyson Fury, nhưng đã đánh ngã đối thủ 4 lần trong 3 cuộc đấu giữa họ, tạo ra một trong những chuỗi 3 trận so găng hay nhất trong lịch sử thể thao. Joshua thì từng bị áp đảo hạ gục bởi Andy Ruiz trong trận đấu đầu tiên giữa hai người vào tháng 6 năm 2019. Sau đó cậu ấy chơi theo kiểu an toàn trước một Ruiz đã sa sút ở trận đấu thứ 2 vào tháng 12 năm 2019, rồi lại bị đánh bại bởi một võ sĩ hạng bán nặng là Usyk không mấy nổi bật trước đó. Rõ ràng những đánh giá của cựu vương người Mỹ có lý lẽ riêng của nó. Sắp tới, nếu Joshua thất bại trước Usyk một lần nữa, nhiều khả năng anh sẽ văng khỏi top 5 và những Joe Joy, Joseph Parker hay Andy Ruiz sẵn sàng chiếm lấy vị trí của Usyk nếu họ tiếp tục thắng trận. Bộ ba nói trên đang đứng trong top 5 của WBC, phía sau Wilder. Joshua không được WBC xếp hạng vì anh đang có mặt trong danh sách của 3 tổ chức khác. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tại sao Ben Tyrwhiter được đánh giá cao hơn Joshua? Cuộc tranh luận về vị trí 4 võ sĩ giỏi nhất ở hạng nặng chưa bao giờ ngừng diễn ra, đặc biệt là về Ben Tyrwhiter và Anthony Joshua. Cả hai ngôi sao nói trên đều đang cố gắng trở lại sau thất bại trong các trận đấu gần nhất. Họ đã không còn giữ được vị thế của mình kể từ năm 2019. Dù thế, cả Wilder và Usyk vẫn đang đóng vai trò cực quan trọng ở sàn đấu trên 90kg. Oanh tạc cơ sắt ngự trị ngôi vương WBC kể từ năm 2015 và từng nhiều lần bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Nhiệm vụ này càng khó khăn hơn dành cho Joshua khi anh có đến 3 chiếc đai danh giá cần phải duy trì trước những đối thủ thách đấu. Nhưng theo một nhà cựu vô địch boxing thế giới, những trận thua gần đây của hai võ sĩ nói trên đã khiến họ bị tụt lại đằng sau. Và Tyson Fury và Oleksandr Usyk, hai nhà vô địch chưa từng thất bại ở sàn đấu chuyên nghiệp, mới là những người dẫn đầu. Vua Gipsy hoàn toàn xứng đáng là tay đấm hàng đầu của hạng nặng sau khi trải qua hai chiến thắng ấn tượng trước Wilder. Về phần Usyk, tân vương người Ukraine được xếp sau Fury nhờ việc đánh bại Joshua vào hồi đầu tháng 10. Usher Smith, người từng giành đai vô địch IBF ở hạng dưới chung vào năm 2013, là cựu thành viên vô địch Money Team của Floyd Mayweather, đã có những lý giải về nguyên nhân Wilder được đánh giá cao hơn Joshua qua chia sẻ trên WBN. Ben Tyrwhiter đã thua nhân vật số 1 Tyson Fury dù từng 4 lần đánh ngã đối thủ trong 3 cuộc đối đầu. Đây là một trong những chuỗi 3 trận đấu hay nhất trong lịch sử quyền anh hạng nặng. Nói về Joshua, Smith khẳng định, cậu ấy bị áp đảo và thua knockout trước Andy Ruiz trong trận đấu đầu tiên vào tháng 6 năm 2019. Sau đó Joshua đã thi đấu an toàn trước một Ruiz đã đánh mất phong độ ở màn tái đấu vào tháng 12 năm 2019, rồi lại thất bại bởi một võ sĩ hạng bán nặng chưa thể hiện được nhiều điều trước đó là Oleksandr Usyk. Những đánh giá của Smith tuy sắt đá nhưng cũng có phần chính xác cho Usyk ở thời điểm hiện tại.
Nếu ngôi sao sinh ra tại Watford thất bại trước Ipswich một lần nữa ở màn sau găng lần 2 vào năm sau, nhiều khả năng anh sẽ bị văng ra khỏi top 5. Và Joe Shoy cùng Andy Ruiz đều sẵn sàng thay thế vị trí của Joshua. Cả hai hiện đang được tổ chức WBC xếp thứ 2 và thứ 3 sau Wilder trên bảng xếp hạng mới nhất. Azzi không có tên trong danh sách của WBC vì anh đang nằm trong bảng xếp hạng của 3 tổ chức khác và chờ đợi cuộc tài đấu với Ipswich. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Deontay Wilder, Joshua, Mayweather, trên cơ tiền thưởng các võ sĩ UFC vì sao? Có nhiều lý do dẫn tới sự chênh lệch về các khoản tiền các võ sĩ quyền Anh và MMA nhận được. Ngày 26 tháng 4, YouTuber Jack Paul đã gây chú ý khi công khai chỉ trích UFC vì trả thù lao thượng đài quá thấp cho các võ sĩ. Tay đấm 24 tuổi đồng thời cũng khẳng định trừ McGregor và Khabib, không võ sĩ UFC nào từng kiếm được số tiền khủng như anh này đã bỏ túi sau trận boxing cùng Ben Askren. Những chia sẻ của Jack không phải không có cơ sở, như Conor McGregor, ngôi sao hàng đầu của MMA chưa bao giờ kiếm được quá 20 triệu đô trong một trận đấu tại UFC. Nhưng trong lần duy nhất chuyển sang đấu boxing, tay đấm người Iceland đã kiếm về khoảng 100 triệu đô. Hồi năm ngoái, chính chủ tịch Dana White cũng thừa nhận việc John Jones đòi mức thù lao tương đương nhà vô địch quyền Anh Deontay Wilder 30 triệu đô là điều không thể. Cả MMA và boxing đều chào bán sản phẩm của mình gần giống nhau, đều có những trận đấu chính, đều bán vé, bán pay-per-view hoặc phát qua truyền hình. Tuy nhiên ở boxing, việc một tay đấm bỏ túi hơn 10 triệu đô là điều bình thường. Tại MMA, đây là điều vô cùng xa xỉ. Chuyên gia kinh tế John Nash chia sẻ, vậy thì điều gì đã khiến các võ sĩ MMA kiếm được ít tiền hơn so với những người anh em tại boxing? Sự bành trướng của UFC. Kể từ khi thành lập, UFC trở thành giải đấu chiếm thế độc tôn tại làng MMA. Theo một số thống kê, giải đấu chiếm 90% thị trường võ tự do ở khu vực Bắc Mỹ. Bản hợp đồng phát sóng khủng được ký với ESPN càng làm UFC trở nên lớn mạnh. Với vị thế của giải MMA lớn nhất thế giới, UFC dễ dàng thu hút những tay đấm hàng đầu thế giới và họ có thể trả bất cứ giá nào họ muốn. UFC làm chủ những võ sĩ của mình và quyết định vấn đề thù lao. Các võ sĩ đa phần chấp nhận bởi nếu không chơi cho giải đấu MMA số 1 thế giới, họ sẽ đi đâu? Boxing thì khác. Nếu bạn không thích ông bầu Bob Arum, bạn có thể tới K2 hoặc Golden Boy. Mức độ cạnh tranh khác nhau. Ông bầu quyền Anh Gary Shaw chia sẻ, tại boxing, có nhiều đơn vị đứng ra tổ chức trận đấu. Không cơ quan nào có được sự độc tôn như UFC. Tất cả đều có chỗ đứng riêng cho mình. Từ Mad Room, Golden Boy, Top Rank cho tới PBC. Điều này đồng nghĩa tất cả các tay đấm quyền Anh đều có nhiều sự lựa chọn, có lý do để thương thảo về khoản thù lao cao hơn. Thêm vào đó, UFC còn khá keo kiệt trong việc trả thù lao. Blosty & Bow cho hay, UFC đa phần chỉ trích dưới 20% lợi nhuận để trả thù lao cho các võ sĩ, trong khi đó 70% là con số tại Golden Boy hay Top Rank. Lịch sử phát triển. MMA nói chung và UFC nói riêng có thể thực sự được biết tới trong khoảng 15 năm trở lại đây. Nói về UFC, giải đấu cũng gặp vô vàn khó khăn để có được chỗ đứng tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Đến lúc này, MMA thậm chí còn không được công nhận tại một số quốc gia, chưa xuất hiện ở Olympic. Trong khi đó, boxing đã có đến lịch sử hàng nghìn năm, phát triển xuyên suốt lịch sử, vì thế độ phổ biến cùng fan hâm mộ được cho là cũng lớn hơn. Boxing thu về khoản lợi nhuận khủng hơn. Cũng chính vì mang đến môi trường tự do và phổ biến hơn, boxing dễ thu hút các khoản tài trợ hơn, các doanh nghiệp cũng dễ dàng tiếp cận hơn. Một ví dụ nhỏ đó là tại UFC, trang phục của các vận động viên được cung cấp bởi Venom và các tay đấm không được phép thêm logo của nhà tài trợ khác khi thượng đài. Với những tay đấm quyền Anh, họ có thể có những nhà tài trợ riêng về mặt trang phục. Theo F-Line Analyst, UFC 239 với trận Khabib và McGregor là sự kiện có lời nhất lịch sử UFC nhưng chỉ thu về khoảng 86 triệu đô. Phía đối diện, việc những đơn vị tổ chức quyền Anh kiếm được trên 100 triệu đô lại không phải ít.
Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.